thẳm tâm hồn mát rượi lòng ta, thành tâm niệm Phật Di Đà. Ngày rằm mồng một ta đi lễ chùa, hôm nay Phật tử đi lễ chùa. Mong một ngày rằm ta đi, ta đi thắp hương niệm Phật chữ Di Đà, mà để nhiều người tới nơi ma đi bày tỏ đôi niềm. Ở nơi chốn linh thiêng ta đi bày tỏ đôi niềm, là nơi đẳng linh thiêng. Bao nhiêu chúng sinh quỳ lạy Đức Phật từ bi, Nam Mô A Di Đà Phật, mà để chúng con thắp đi hương niệm cầu cho muôn dân chẳng còn nỗi sầu, cho hết nỗi bể sâu muôn nơi nước lành dân đi giàu, cho hành phúc dài lâu. Bao nhiêu chúng sinh quỳ lạy Đức Phật tội linh, bao nhiêu chúng sinh quỳ lạy mà ở giữa nơi dưới nơi cửa thiền quên đi hết mọi yêu ý thiền, cầu mong bao kỳ nỗi bể sâu quên đi hết mọi yêu ý thiền, được em hôm nay chúng con với cả lòng thành kính dâng, thành mà ở giữa nơi dưới nơi Phật tiền, xin người phù hộ độ trì cho đất đi nước đi phồn vinh, cho muôn dân được đường thanh bình, cho đời